Thanh niên này chính là vua của các loại cờ bạc bịp, có ngày anh ấy kiếm nhẹ nhàng cũng được 1.000.000 đô, tiền tiêu không phải nghĩ, cái chén cả ngày. Nhưng không may anh ta đã bị lừa trong một ván bài sinh tử, khiến toàn bộ gia sản tan biến. Một bàn tay cũng bị hủy luôn, thậm chí bạn gái của anh cũng bị chúng hãm hại mất luôn đứa con. Vậy cuộc đời anh ấy sẽ trôi dạt về đâu và anh ấy có thể trả được mối thù này hay không? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu với mình nha! Cậu bé Dae Gil là cháu trai duy nhất của nhà Goni, vì tất cả tông ty họ hàng đều là những con bạc lươn lẹo nên cậu bé cũng thừa hưởng điều đó. Cậu dễ dàng đánh lừa bạn cùng tuổi khiến bạn bè toát mồ hôi hột, chỉ một ván cược tất cả đã thắng toàn bộ. Khi còn nhỏ thì đánh bạc bằng đồ chơi, khi cậu lớn lên thì đánh bạc bằng tiền, dần ra cậu cũng chơi trở nên có tiếng. Vào một ngày bình thường chiến thắng, còn gặp được cô em gái của đối thủ, Mina, một cô gái khiến Dae Gil vừa gặp đã mê. Mina đơn thuần không hề vui vẻ gì khi đối mặt với con bạc như anh ấy. Đối với mấy trò thả thính ghê tởm của anh ấy, Mina chỉ nhẹ nhàng gào mồm kêu lên. Anh trai tưởng cô bị hấp xiêm, liền nhanh chóng từ trong nhà nhảy sổ ra rồi vung một cú chưởng thẳng mồm Dae Gil, khiến thanh niên đi luôn bộ nhá, nhưng có thể đổi lấy một nụ cười của người đẹp thì cũng coi như là đáng giá. Chú của Dae Gil là một tay nghiện cờ bạc tệ, không có đầu óc và kỹ thuật, đương nhiên sẽ bị người ta lừa gạt thua hết sạch. Ông ấy vốn muốn mượn danh tiếng của Dae Gil làm ầm lên để lấy lại tiền, lại bị Choi Wang Gan, ông chủ sòng bạc dẫn theo đàn em đến đánh cho một trận. May mà Dae Gil đến kịp để cứu chú mình. Anh đã đánh nhau với Choi Wang Gan. Trong lúc hỗn loạn, Choi Wang Gan vốn muốn đâm lén Dae Gil thì không cẩn thận đâm vào mình. Dae Gil sợ hãi, đã đắc tội với người không nên đắc tội, anh đành bỏ chạy. Trước khi đi anh lại chạy đi tìm Mina, hứa rằng sau khi mình kiếm được tiền, nhất định sẽ oai phong lẫm liệt trở về cưới cô. Mina không khỏi bị lừa trước chàng thanh niên sừng sỏ này. Dae Gil trước khi bắt đầu chạy trốn đã tới Seoul nương nhờ người anh họ ở sòng bạc, bởi vì có tay nghề nấu mì ngon, thêm tài năng nịnh hót ông chủ Kako Giang giỏi, Dae Gil thành công nhận được cơ hội làm đầu bếp của sòng bạc Kako Giang. Dưới sự dẫn dắt của anh họ, Dae Gil đến từ vùng nhỏ sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Nơi này xung quanh đều tràn ngập mùi tiền, cho dù có cảnh sát đến kiểm tra, các con bạc vẫn có thể sơ tán một cách có trật tự. Sòng bạc vừa mới xa hoa trụy lạc lập tức trở nên nhã nhặn hài hòa. Có điều muốn đuổi triệt để đám công chức này đi thì không thể thiếu được chút tâm cơ. Những ngày làm đầu bếp sau đó, Dae Gil dựa vào tài ăn nói xuất chúng và ngoại hình nổi bật, trải qua thuận buồm xuôi gió ở trong sòng bạc và nhanh chóng có cơ hội thay thế người chơi bài cố định trong sòng bạc. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của Dae Gil, nhóm khách hàng thua đến mức không còn gì luyến tiếc. Từng nhóm khách hàng lần lượt được trải nghiệm đầy đủ một nỗi kinh hoàng thế tục dưới kỹ thuật cao siêu của Dae Gil. Kako Giang kiếm tiền ngày càng nhiều hơn, nơi ở của anh cũng từ căn hầm sơ sài trở thành căn hộ cao cấp cao tầng. Chủ tịch U khóc lóc này luôn là khách hàng mục tiêu của sòng bạc. Cô là một góa phụ giàu có đã thua rất nhiều tiền ở đây. Dựa vào vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, muốn Dae Gil dạy mình đánh bài. Kết quả, Dae Gil cứ thế chìm đắm trong sự dịu dàng này. Ai ngờ Kako Giang lại chuẩn bị ra chiêu, định vét sạch tiền của chủ tịch U, mà người tham gia vào kế hoạch này gồm có cô Park Hyo-jo, giám đốc Seo, Dae Gil và quý bà Song. Kako Giang định để chủ tịch U thắng một chút tiền trước để cô ấy say mê hoàn toàn. Tục ngữ có câu thả dây dài câu cá lớn, ở trong ván bài cuối cùng thì thu lưới bắt cá. Dae Gil không nhẫn tâm nhìn chủ tịch U bị rơi vào bẫy không thoát ra được, liền nói sự thật cho cô ấy. Ai ngờ cô ấy vẫn tới, trên mặt không nhìn thấy một chút hoảng loạn nào khiến Dae Gil vô cùng bối rối. Sau khi thắng được vài ván, chủ tịch U trực tiếp đặt cược thêm 2 tỷ. Số tiền lớn như vậy cũng có nghĩa rằng đã đến lúc thu lưới rồi. Mấy người làm vài động tác nhỏ, truyền tin cho nhau, ám thị Dae Gil kéo lưới. Park Hyo-jo mượn cớ xin lửa ngăn chặn tầm nhìn của chủ tịch U, giúp quý bà Song cháo bài. Thời khắc mở bài đã tới, ngoại trừ chủ tịch U, bài của quý bà Song là to nhất, là đôi 6. Mọi người đều có dáng vẻ nắm chắc chiến thắng, chờ đợi thắng toàn bộ tài sản của chủ tịch U. Ai ngờ chủ tịch U lấy được đôi 9. Cũng có nghĩa là cô ấy mới là người thắng cuộc cuối cùng. Kako Giang đã đặt cược toàn bộ tiền để lừa cô ấy. Lần này mọi người thua có nghĩa là sòng bạc cũng phá sản rồi. Khác với vẻ mặt kinh sợ của mọi người, ánh mắt của Dae Gil trở nên khó hiểu hơn. Dae Gil và anh họ lại bị thất nghiệp, chủ tịch U cũng không có tin tức. Dưới sự dẫn dắt của anh họ, hai anh em đến một sòng bạc để kiếm sống. Jong Sik là ông chủ của nơi này. Trong sòng bài mà anh ta sắp xếp, Dae Gil gặp lại Mina. Cô ấy vốn đơn thuần lại ghen tị đố kỵ đã thay đổi từ lâu rồi. Rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì? Jong Sik hèn hạ vươn tay sờ lên đùi của Mina, hỏi hai người liệu có quen biết. Mina dứt khoát phủ nhận, Dae Gil cũng có ý phủ nhận. Ván bài bắt đầu, Jong Sik thua liên tục vài ván, cuối cùng không nhịn nổi đánh bom. Mùi vị đặc biệt khiến Mina phải đứng dậy mở cửa sổ thông gió. Anh họ và Dae Gil cùng nhau bị hấp dẫn bởi đôi chân dài trắng bóc của cô ấy. Mấy ván sau đó, Jong Sik thắng liên tục như vị thần của các con bạc vậy. Dae Gil thua hết ván này đến ván khác, số tiền nợ ngày càng nhiều, cuối cùng đành phải ký giấy nợ mỗi tháng trả 80 triệu. Thật ra, Jong Sik là người của Kako-jang. Sau khi sòng bạc phá sản, Kako-jang đã tra ra được Dae Gil có quan hệ tình cảm với Chủ tịch U. Ông đoán rằng Chủ tịch U chiến thắng mình tuyệt đối là nhờ có Dae Gil giúp đỡ. Thế nhưng, ván bài này của Jong Sik cũng chỉ là để báo thù Dae Gil. Rất nhanh, thời hạn 1 tháng đã đến. Dae Gil căn bản không thể trả nổi, mà anh cũng vì thế phải trả cái giá rất đau đớn. Không chỉ bị đánh một trận, còn bị cướp đi một quả thận. Anh bị xích trong nhà kho dưới tầng hầm của Jong Sik, hệt như một con chó vậy. Đối mặt với người tàn nhẫn với mình như vậy, điều duy nhất Dae Gil có thể làm là dùng ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm anh ta. Những ngày sau đó, Dae Gil trải qua tương đối thê thảm. Anh chỉ có thể bụng đói cồn cào trốn trong thư viện mở 24 giờ. Lúc này Mina đến tìm anh ấy, cho anh ấy ăn uống no nê xong thì lấy ra một túi tiền, bảo anh ấy cầm tiền chạy trốn, và nói với anh ấy một sự thật kinh người. Ngày hôm đó Mina cố tình mở cửa sổ lộ ra quần lót để thu hút sự chú ý của Dae Gil. Như thế anh họ của anh và Jong Sik có thể thuận lợi cháo bài cho nhau. Dae Gil biết được người mình tin tưởng nhất phản bội mình. Hơn nữa còn là do Mina cố gắng bảo vệ giữ lại mạng sống. Dae Gil suy sụp hoàn toàn, mà cách duy nhất để báo thù là đợi thời trở lại. Dae Gil mang theo số tiền này rời khỏi đây, nhưng bởi vì tay bị trọng thương, vừa mới giở trò gian lận đã bị người khác bắt được. Quy tắc trong nghề, Dae Gil bị bắt quả tang tại trận phải bị chặt tay phải. Lúc này, quý nhân trong đời anh ấy xuất hiện, đó là Gwang-ryeol, anh em tốt của Goni. Gwang-ryeol không những giúp anh ấy giải vây, còn thẳng thắn nhận anh làm đồ đệ, dạy anh cách phán đoán tâm trạng thông qua vẻ mặt biểu cảm của đối thủ, đặc biệt là ánh mắt không biết lừa người. Khi nhìn thấy thứ mình thích sẽ mở to tròng mắt, ngược lại thì thu hẹp con mắt, để Dae Gil có thể học đi đôi với hành. Gwang-ryeol dẫn anh theo bắt đầu chơi bài kiếm tiền. Cho dù đối phương dùng thủ đoạn nào đều bị Gwang-ryeol phá giải hết sạch. Chiêu này là giả heo ăn thịt hổ, hai người đã kiếm được rất nhiều tiền. Gwang-ryeol rất hài lòng về sự nhận thức của Dae Gil, bắt đầu con đường kiếm tiền. Hôm nay, hai người thắng đậm trở về bất ngờ nhìn thấy anh họ đang đánh nhau. Dae Gil tức giận cầm gậy gỗ trong tay, dồn anh ta vào một góc. Anh chất vấn anh ta vì sao lại hãm hại mình. Anh họ cũng thừa nhận, tất cả đều vì ghen tị Dae Gil kiếm được quá nhiều tiền nhưng lại không chia cho mình. Nhưng anh ta cũng đã trả giá cho hành động của mình, bị giám đốc sale bán đứng. Dae Gil còn biết được lúc đó tính kế Chủ tịch U thật ra là nhằm vào ông chủ Kako-jang. Chủ tịch U cũng là một kẻ lão làng, câu dẫn Dae Gil cũng chỉ là một phần kế hoạch. Bởi vì chỉ có như vậy, nếu Chủ tịch U thắng thì ông sẽ chỉ trách tội Dae Gil, mà tuyệt đối sẽ không ngờ rằng là giám đốc sale hợp tác với những người khác cùng làm. Những lời này suýt chút nữa thì phá vỡ tam quan của Dae Gil. Hóa ra mình vẫn luôn bị lừa gạt. Dae Gil đau buồn và phẫn nộ, còn biết rằng Mina vì giúp đỡ mình đã bị Jong Sik bán cho Choi Wang Gan, cũng là người mà Dae Gil lỡ tay làm bị thương lúc mở đầu. Dae Gil cầm theo số tiền lớn muốn cứu Mina ra ngoài, nhưng Choi Wang Gan hiển nhiên sẽ không dễ dàng giao cô ấy ra. Mina bây giờ là người chuyên phụ trách tiếp đãi các con bạc tại sòng bạc. Choi Wang Gan mở một bàn cho bọn họ để hai người ngồi đối diện nhau đánh một ván. Tay phải của hai người đều bị khóa lại. Dae Gil chỉ thắng mới có thể dẫn Mina đi. Có điều phải chặt tay, ý của Choi Wang Gan là phải chặt tay của Mina, có điều trong thỏa thuận miệng, anh ta lại sơ suất không nói tên, để lại sơ hở. Nếu Mina thắng thì Dae Gil phải chặt tay phải, có điều khoản nợ Jong Sik có thể giảm 50%, ván bài bắt đầu, không hề nghi ngờ gì cả, Dae Gil thắng. Choi Wang Gan sốc khi Dae Gil lại chỉ muốn bảo vệ tay mình. Ai ngờ lúc này Dae Gil lại rút lời với tốc độ cực nhanh, cầm con dao găm lên và đâm mạnh vào tay phải của mình, và nhanh chóng lấy ra tờ giấy nợ trong túi của Choi Wang Gan, dùng nó để châm thuốc. Choi Wang Gan tính tình tồi tệ lại tỏ vẻ rằng vẫn chưa tính khoản nợ đã bị anh đâm bị thương, ít nhất phải 500 triệu, nếu không Mina phải ở lại tiếp tục bán thân. Trong ngàn cân treo sợi tóc, Gwang-ryeol đã tới, lấy toàn bộ tài sản cứu hai người. Gwang-ryeol nói với Dae Gil, Agwi đã phế đi tay phải của mình vào nhiều năm trước, mà Choi Wang Gan chính là cháu trai của Agwi. Nếu Dae Gil không bỏ cờ bạc, tốt nhất cầu mong đừng gặp Agwi trên sòng bài. Sau khi mọi thứ đều yên ổn trở lại, Mina kể lại những gì đã trải qua mấy năm nay. Mấy năm trước, Mina thường tới sòng bạc chửi mắng anh trai nghiện cờ bạc, lại không biết mình đã bị tên Jong Sik nhìn trúng. Hắn bày kế khiến anh trai cô sập bẫy, nợ Choi Wang Gan một khoản tiền lớn. Jong Sik vì thế lừa gạt Mina đi làm ở sòng bạc trả nợ thay anh trai, lại hạ thuốc vào trong nước của cô ấy, cưỡng hiếp cô ấy. Mina những ngày sau đó chính là như vậy, trở thành công cụ gian lận của Jong Sik, mà anh trai báo thù không thành bị bắt vào tù. Dae Gil nghe xong tất cả chỉ còn sự đau lòng trong mắt, cả hai đều đến được với nhau. Hai người cùng với Gwang-ryeol như người một nhà đi dạo phố mua sắm, hưởng thụ tương lai tươi đẹp. Nhưng Jong Sik không định tha cho bọn họ, cử vệ sĩ tới muốn dẫn Mina đi. Dae Gil đi lên ngăn cản vệ sĩ, bảo Gwang-ryeol dẫn theo Mina chạy trốn. Dae Gil căn bản không phải là đối thủ của tên vệ sĩ đã bị vật ngã xuống đất. Gwang-ryeol và Mina chạy trốn đến một nhà kho. Mina định dùng gạch tấn công nhưng không hề có tác dụng, cuối cùng còn bị đánh ngất. Gwang-ryeol đành dùng toàn bộ sức mạnh ôm tên vệ sĩ nhảy xuống. Khi Dae Gil chạy đến, cơ thể của Gwang-ryeol bị sắt đâm trúng, chỉ còn lại chút hơi thở. Anh bất lực quỳ ở bên cạnh Gwang-ryeol gào khóc. Trước khi ra đi, Gwang-ryeol đã dặn dò Dae Gil đừng báo thù cho mình. Dae Gil không thể chấp nhận cái chết thảm của anh ấy, gào thét với bầu trời. Sau chuyện này, anh không nghe lời của Gwang-ryeol, cùng Mina bắt đầu kế hoạch báo thù. Mina đi vào tù thăm anh trai, còn 2 tháng là ra tù, muốn có phương thức liên lạc của họa sĩ dâu, chuyên gia cơ bạc. Hai người chạy thẳng tới nhà họa sĩ dâu, còn gặp được Flyer cùng làm việc với anh ấy. Dưới sự cám dỗ phần thưởng 1 tỷ, ván đầu tiên bắt đầu. Mục tiêu là quý bà Song, giám đốc Seo và Hyo-jo từng bán đứng Dae Gil và Kako Giang. Đầu tiên là do họa sĩ dâu giả vờ là sếp lớn, tiếp cận quý bà Song và đánh bài với cô ta. Sau đó bảo Flyer xâm nhập vào nhà cô ta, lấy trộm toàn bộ tiền của cô ta. Quý bà Song đương nhiên sẽ đi tìm họa sĩ dâu tìm vay nặng lãi. Họa sĩ dâu tự khắc sẽ không đồng ý. Sau đó Mina giả vờ là người giàu có xuất hiện, cố ý đánh tốt nhưng kỹ thuật rất kém, để quý bà Song thắng đến mức cười phớ lớ trước. Rồi trong ván bài cuối cùng, cược một ván to, thắng triệt để toàn bộ tiền của quý bà Song. Sau khi chơi đùa vui vẻ thì tới lượt giám đốc Seo. Đầu tiên là Flyer giả vờ là nhân viên tiếp cận anh ta, họa sĩ dâu giả vờ thành cảnh sát tiếp cận người bên cạnh giám đốc Seo, cố ý điều tra anh ta, để bọn họ hiểu làm rằng giám đốc Seo có vấn đề, hủy mối hợp tác với anh ta. Lúc này lại hối lộ quý bà Song, cố ý tiết lộ bà chị giàu có đánh bài rất tệ. Sau khi Flyer tráo đổi hết lá bài của giám đốc Seo xong thì ván bài bắt đầu. Mấy ván liên tiếp giám đốc Seo và Hyo-jo là cảnh giác đã nợ hơn 2 tỷ. Lần này đến lượt Kako Giang năm đó bị hố xuất hiện. Ông ta không chút lưu tình bán hai người họ cho tiến sĩ Hoang chuyên bán nội tạng. Chiêu chờ cơ hội trả thù này thật sự rất đã. Bên Dae Gil đã tìm thấy chủ tịch U lâu ngày không gặp. Anh muốn hợp tác với cô ta, lợi dụng sự quyến rũ của cô ta cùng đánh bại Jong Sik. Dù sao chỉ cần là người đàn ông mà chủ tịch U nhìn chúng thì không ai thoát được cả. Ai ngờ Jong Sik lòng dạ thâm sâu lại từ chối lời mời hợp tác của chủ tịch U. Chủ tịch U tức giận không nhịn được bóc phốt, lẽ nào ông là thái giám sao? Thật ra Jong Sik đã nghe ngóng chuyện giám đốc Seo bị tính kế từ lâu rồi. Ông ta lấy toàn bộ tiền giấu trong căn nhà ở vùng ngoại ô trở về, lại không hề biết dây thắt lưng của mình bị chủ tịch U động vào đã gắn thiết bị theo dõi. Nhóm người Dae Gil lùng theo dấu vết, sau khi lấy được một nửa số tiền thì tố cáo ông ta. Jong Sik cứ như vậy trở thành tội phạm bị truy nã lên đầu tờ báo ngày hôm sau. Sau chuyện này, chủ tịch U đến điểm hẹn lấy tiền hoa hồng, còn muốn Dae Gil đi cùng cô ta. Nhưng Dae Gil lại nói với cô ta, mình đã rửa tay gác kiếm rồi. Thế nhưng, sau khi chủ tịch U lấy được tiền thì biểu cảm trên mặt lại rất sâu xa. Dae Gil và Mina có kế hoạch ra nước ngoài du lịch. Ai ngờ họa sĩ dâu và Flyer lại rơi vào tay của Jong Sik, bị đánh máu me be bét. Dae Gil mang theo một vali tiền, làm giao dịch đổi tiền lấy người với Jong Sik. Ai ngờ Jong Sik lại giở trò đánh lén. Sau khi bị Dae Gil phát hiện, anh đã châm một mồi lửa đốt hết đống tiền giấu đầy xăng dầu trong thùng. Nhân lúc Jong Sik dập lửa, họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ai ngờ sau khi dập lửa xong, Jong Sik mới phát hiện trong đó chỉ có duy nhất một tờ tiền. Jong Sik tức giận nổ đom đóm, lập tức lái xe đuổi theo. Sau một hồi sinh tử trên đường, Mina cuối cùng cắt đuôi được ông ta. Ai ngờ Jong Sik lại đột nhiên đâm tới, công khai lấy đi tiền ở cốp xe. Nhưng bởi vì vụ tai nạn này mà Mina đang mang thai cũng bị sảy thai. Chuyển cảnh, Jong Sik đưa cho chủ tịch U một túi tiền. Hóa ra tất cả đều là chủ tịch U sắp xếp. Cô ta giúp Jong Sik làm hộ chiếu trốn thoát, Jong Sik giúp cô ta xử lý Dae Gil và Mina. Jong Sik vốn cho rằng đã tất toán xong, lúc đi lấy hộ chiếu lại bị đám côn đồ làm giả giấy tờ bị trùm bao tải và đánh bán sống bán chết. Đây đương nhiên cũng là do chủ tịch U bày mưu đặt kế. Lúc cô ta cho bọn họ chút tiền rồi rời đi thì lại bị bọn côn đồ lật lọng. Ai ngờ chủ tịch U đã sắp cấu kết với tên nhóc Choi Wang Gan này từ lâu, thuận lợi thoát thân. Hai người vốn muốn mang theo số tiền này đi tìm Agwi, chú của Choi Wang Gan, nhưng sau khi Choi Wang Gan chui vào cốp xe rồi vứt chủ tịch U đã bị hạ thuốc mê xuống xe. Chủ tịch U tỉnh lại biết rằng bản thân khó bảo toàn, thu dọn hành lý chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị Jong Sik tỉnh lại từ hố rác chặn đường, tự tạo nghiệt ắt khó sống. Choi Wang Gan một mình cầm tiền tới nhà Agwi, nhưng lão giảo hoạt Agwi sau khi đổ hết tiền ra đã rạch vali, quả nhiên phát hiện thiết bị theo dõi mà Dae Gil đã gắn vào đó từ sớm. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Lúc này Dae Gil đã dẫn theo anh trai của Mina tới tìm. Dae Gil nói thẳng, lần này tới là tìm Jong Sik. Lúc này Agwi mới biết số tiền này không phải do Choi Wang Gan thắng như đã nói. Lúc này Jong Sik cũng tới đòi tiền. Ông ta nói rằng mình sẽ cầm tiền đi một cách yên lặng. Dae Gil lập tức không bình tĩnh nổi nữa, hận không thể chém chết tên này. nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Agwi. Agwi đề xuất hay là đánh cược một ván, cược tính mạng của người nhà, quyền lợi chém giết cuối cùng sẽ thuộc về người thắng cuộc. Có điều mục đích cuối cùng của Jong Sik chỉ là số tiền vốn dĩ thuộc về ông ta, vì để công bằng, mỗi người đều chuẩn bị tiền cược 1 tỷ. Cứ như vậy, mọi người lần lượt đi tích góp tiền. Jong Sik tới tìm tiến sĩ Hoang bán nội tạng mượn tiền, gắn nợ là Chủ tịch U. Vì tự cứu mình, Chủ tịch U giãy giụa gào thét muốn trợ giúp Jong Sik, bởi vì Dae Gil báo thù thay Kako Giang, đương nhiên ông ấy cũng vươn tay tương trợ. Ông ấy còn buộc Dae Gil phải an toàn trở về, tiền thua cũng không sao hết. Ông ấy nhìn tướng bàn tay hiện rõ, chỉ cần anh ấy bỏ cờ bạc thì sẽ sống lâu trăm tuổi. Rất nhanh, thời gian hẹn đã đến. Các đại thần gian lận từ các nơi đều tề tựu tại một chỗ. Sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống, Agwi đề nghị mỗi người đều có thể đưa ra một yêu cầu. Để đề phòng có người giở trò gian lận, Jong Sik đề nghị mọi người cởi quần áo ra. Chủ tịch U đề nghị 10 ván lại đổi một bộ bài, đề phòng mọi người ký hiệu lên bài. Mina đề nghị chỉ có thể dùng một tay chơi bài. Dae Gil bày tỏ phải uống rượu, mà Choi Wang Gan lại nói rằng ai gian lận phải chặt tay. Cứ như vậy, mọi người tin tưởng nhau hoàn toàn, mặc mỗi nội y ngồi trên sòng bạc. Từng ván trôi qua, vô số bộ bài bỏ đi vứt trong thùng rác. Điều này nghĩ là họ đã chơi rất nhiều ván, mà Jong Sik bắt đầu chiếm thế thượng phong. Mà Chủ tịch U đưa ra ám thị cho Dae Gil, hãy chú ý đến chiếc kính của Jong Sik. Anh nhớ lại lời mà Gwang-ryeol đã dạy, chỉ cần muốn nhìn thấy gian lận thì nhất định sẽ thấy. Quả nhiên, Dae Gil nhìn thấy sự khác biệt trên lá bài. Chưa đợi anh ấy nhìn thấu thì Agwi đã nhìn ra chút kỹ thuật của Jong Sik. Sau khi đã được xác minh, Chủ tịch U mang bài tới bị lôi ra ngoài. Agwi bảo thuộc hạ lấy bài mới, ván cược này dường như không có điểm dừng. Lúc này, Agwi cười nhạo Gwang-ryeol, sư phụ của Dae Gil. Năm đó lúc bị phế đi tay phải đã sợ tè ra quần. Ánh mắt của Dae Gil lập tức đỏ rực, tâm trạng trở nên kích động. Ván mới bắt đầu, Dae Gil là người phụ trách sửa bài bắt đầu giở trò gian lận. Thế nhưng anh lại bị Agwi nhìn thấy. Lúc này tay của Dae Gil có 3 lá. Lúc anh bảo Mina châm thuốc cho mình thì tay sờ mông Mina. Agwi dẫn dầu, sau khi anh ta lấy cốc rượu úp lên lá bài của Dae Gil thì lấy đầu mình và toàn bộ tiền ra cược. Bài của Dae Gil là đôi 10, Jong Sik cũng cược đầu mình và tất cả tiền cược trong quần chip của Mina có lá bài. Sau khi mọi người đều cược toàn bộ số tiền, Dae Gil từ lúc bắt đầu căng thẳng trở nên nhẹ nhõm. Anh cười nhạo Agwi năm đó cũng dùng chiêu này, kết quả bị phế đi tay phải. Thời gian lật bài đã đến, không hề nghi ngờ gì, đương nhiên Agwi thua. Jong Sik kiên trì muốn xem quần chip, kết quả đương nhiên cũng không có gì. Hai người một lần giết cả hai, anh trai của Mina đứng dậy lấy tiền, nhưng Choi Wang Gan lại lấy súng ra ngăn cản họ rời đi. Anh trai của Mina nhanh tay nhanh mắt nổ súng bắn gãy tay phải của Choi Wang Gan. Khi trận chiến hai bên sắp nổ ra, Jong Sik đập vào công tắc điện, trong bóng tối vang lên mấy tiếng nổ súng, Jong Sik ngã trong vũng máu. Ba người thoát ra ngoài, anh trai Mina cũng bị thương ở phần bụng, nhưng anh ấy lại quay lưng phản bội em gái và Dae Gil, cầm theo tiền nghênh ngang rời đi. 10 ngày sau, tin tức thông báo anh trai Mina lái xe giải một số tiền lớn trên phố, cuối cùng vì mất máu quá nhiều chết trong núi. Mina ôm hũ tro cốt của anh trai, nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Cô hỏi Dae Gil rằng lá bài lúc đó đi đâu rồi. Dae Gil thừa nhận anh đã ăn nó rồi. Lúc này, hai người nhận được bức thư mà anh trai đã gửi cho Mina trước khi xảy ra chuyện. Họ đi theo bản đồ mà anh trai để lại, tìm thấy túi tiền còn dính đầy máu. Hóa ra, anh trai cố ý cướp tiền đi, chỉ vì không muốn số tiền này liên quan gì đến họ cả. Anh cố ý giải tiền khắp phố, cũng để tránh đám người Agwi sẽ đuổi giết Dae Gil và Mina. Bây giờ anh trai của Mina đã chết, tiền cũng bị giải hết các con phố. Mina và Dae Gil mới có thể dùng số tiền đã được chôn cất này bắt đầu một cuộc sống mới. Mặc dù Dae Gil kế thừa kỹ năng của Goni, nhưng anh ấy cũng giống như Goni, từ bỏ đánh bạc. Bộ phim Thần Bài Sát Gái là đỉnh cao của những con bài lươn lẹo, hơn cả thầy Tiến Bịp, khắc họa bản chất của con người và tâm lý vi mô. Hơn nữa, hai cô gái trong phim dường như có số đo 3 vòng rất ư là hết nước chấm. Sự thay đổi giữa kẻ thù và bạn bè, các thói quen lừa đảo khác nhau khiến mọi người lóe mắt. Từ trước đến giờ, kẻ đánh bạc không hề có kết cục tốt đẹp, cho dù là gian lận bậc nhất cũng như vậy thôi. Cho nên phim hay để xem thôi, chứ đừng áp dụng nó vào thực tế nha các mem. Ok, video hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp các bạn tập phim tiếp theo nha.